Trấn Thành già nua tóc bạc trắng ở phim Mai, ngày 16 tháng 1, phim điện ảnh Mai của Trấn Thành đã phát hành tập BTS, tức hậu trường, tiếp theo mang tên Thế giới quanh Mai. Đúng như tựa đề, tập BTS xoay quanh các nhân vật phụ, những người tạo nên đầy đủ cung bậc cảm xúc trong cuộc đời của nữ chính. Tập BTS Thế giới quanh Mai giới thiệu đến khán giả hai vũ trụ mà đạo diễn Trấn Thành xây dựng trong bộ phim Mai, vũ trụ hàng xóm bao gồm các nhân vật A Tỷ, Anh Đức, Chị Phụng, Lộ Lộ, Bà Nguyệt, Thanh Hằng, Bà Nga, Ngọc Nga, Bà Kiều, Kiều Linh. Chị Ngọc, Ngọc Nguyễn, đây là những người sinh sống cùng khu chung cư với hai nhân vật chính, Mai, Phương Anh Đào và Dương, Tuấn Trần, thường xuyên có cái nhìn soi xét và ngầm đánh giá Mai. Đạo diễn Trấn Thành đã đo ni đóng giày từ ngoại hình đến tính cách để mỗi nhân vật đều để lại dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng, nếu vũ trụ hàng sóng phản chiếu cuộc sống của Mai trong mắt người đời, thì vũ trụ spa đưa thêm góc nhìn về công việc massage xa nhiều thị phi, phức tạp của Mai. Các đồng nghiệp của Mai ở tiệm spa là Trinh, Khả Như, Diễm, anh Phạm, Lành, Sầu Anh Thư và Tú, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Khả Như tiết lộ, ngoài đời, cô và Phương Anh Đào rất quý mến nhau, nhưng trong phim Trinh lại ghét cây ghét đắng mai, thậm chí còn đụng tay đụng chân với đồng nghiệp, tạo ra thử thách lớn cho Khả Như khi vào vai, bên cạnh vũ trụ hàng xóm và vũ trụ spa, phim Mai còn có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào, vai bà Đào, người coi Mai như một cô em gái ruột, luôn ủng hộ Mai theo đuổi tình yêu. Hai nghệ sĩ luôn đồng hành cùng. Trấn Thành trong các dự án trước đây là nghệ sĩ nhân dân Việt Anh và nghệ sĩ nhân dân Ngọc giàu cũng góp mặt trong phim Mai.